Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm canh tí, ngày này là ngày đinh hợi, tháng đinh hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường. Giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang giờ hắc đạo trong ngày giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày đinh hợi tức chi khắc can nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi đinh mùi Quý Hợi thuộc hành Thủy, không sợ thổ. Ngày Hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc cục, xung với tỵ, hình Hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khác trong ngày: tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng: tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, các sao sáu trong ngày cũng có gồm sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao hỏa tai sáu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sao lục bất thành sáu đối với xây dựng sao thần cách kỵ tế tự sao ngũ quỷ kỵ xuất hành, sao cựu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hình, sáu mọi việc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tin mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành hợi tí tư hội cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý đang diễn ra rất chi là tốt đẹp đến được với nhau đã là cái duyên được nên đôi vợ chồng là do tu nhiều kiếp mới thành hiểu được điều này vợ chồng hết mực gắn bó yêu thương nhau cùng cố gắng vì tương lai ở phía trước trong công việc của bạn tuổi tý ngày thứ năm này bạn là người có tham vọng có quyết tâm mong muốn giành lấy thành công cho mình bạn có sự chăm chỉ cần mẫn làm việc chẳng quản ngại khó khăn nữa với bạn tuổi Tý có được gia đình hạnh phúc càng tiếp thêm nhiều động lực cho bạn tuổi Tý làm việc hơn. Nằm trong tốt những con giáp là người có bản lĩnh, bạn mệnh tuổi Tý biết rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình nữa. Trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo, có những sa sút trong sức khỏe của mình. Bạn mệnh tuổi Tý nên chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Khó khăn trước mắt là điều ai cũng thấy, nhưng với bạn tuổi Tý hãy luôn duy trì tâm thế lạc quan, đừng vì thế mà khó khăn, chán nản, gục ngã hay là làm hại thân mình bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, chín tháng trở ngại trong công việc được những thành tích đáng tự hào. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sức khỏe đi xuống nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa cần phải nỗ lực nếu muốn thành công. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tình cảm vợ chồng gắn bó cùng nhau chia sẻ mọi cay đắng ngọt bùi. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cực kỳ tập trung làm việc năng suất nhanh được mọi người tín trọng. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan ngáng đường, cho nên hung hiểm, rất khó đoán định. Bạn mệnh tuổi Sửu nên cẩn trọng mọi vấn đề để tránh xảy ra những chuyện không như ý muốn với mình nhé. Đặc biệt ạ, trong ngày này, đối với những bạn làm những công việc liên quan tới tiền bạc, con số như là nhân viên ngân hàng, kế toán nên kiểm tra số liệu chi tiết thật cặn kẽ, in sao hóa đơn rõ ràng, tránh làm việc lơ là, tắc trách mà lại mắc sai lầm nghiêm trọng. May mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tự xỉu, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương hội sẽ giúp cho bạn, người ấy nhìn thấy được nét quyến rũ tiềm ẩn của bạn, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy ánh mắt nụ cười ở nơi bạn, hạnh phúc của bạn mà thôi nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi xỉu, bạn muốn có được chuyện tình cảm đẹp như mơ thì trước hết bạn phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình lên đối phương mà hãy chọn người phù hợp với bản thân mình hơn. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim tình cảm như ý, đôi bên thấu hiểu và sẵn sàng trao gửi yêu thương. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, thu nhập vững vàng, có thể thoải mái cho việc chi tiêu. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, cẩn thận mọi việc đề phòng hung hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, tình duyên dần thăng hoa, đôi lứa cùng nhịp đập con tim. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, nổi bật và cuốn hút, đối với những bạn đang quản độc thân có thể tìm thấy được mối lương duyên hợp tình hợp ý. Và đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hỏi Tử vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần Xem tử vi cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi dần đang gặp ngày cúc cục diện ngũ hành Hỏi dần nhị hợp Cho nên với bạn tuổi dần Làm việc rất chăm chỉ, hiệu quả hơn hẳn so với mọi người, nên được cấp trên yêu ái, dễ có được cơ hội thăng tín đến với mình. Tất cả đều là kết quả xứng đáng cho những gì mà bạn mệnh tuổi dần đã bỏ ra. Ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, thủy dưỡng chua mộc, cho nên, con đường tình duyên của bạn tự dần khá chi là tốt. Bạn có thể sẽ được người yêu tạo cho sự bất ngờ, vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống. Nửa ấy của bạn quả là một người rất tâm lý nữa rồi nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tự dần, bạn lại đang gặp ngày của thương quan nhập mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tự dần lại có phần tự tin thái quá và sẽ bỏ qua những lời cảnh báo mà không chuẩn bị phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể nảy sinh. Điều ấy có thể dẫn đến bạn tuổi dần mắc phải những sai sót, sai lầm. Ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn mệnh nên học cách kìm chế và cân bằng lại cảm xúc tránh để cho cảm xúc lấn át lý trí mà ảnh hưởng đến tiền đồ, tương lai của mình về sau này về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc gặp thuận lợi dễ bẻ tăng tín tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa gia đạo an yên được đối phương quan tâm và tạo bất ngờ tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ mắc sai lầm nên cẩn trọng khi làm việc tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim thông cảm và chia sẻ mọi mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp với bạn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày Mão hợi bán hợp cho nên đối với bạn tuổi Mão những bạn đang quản độc thân thì hiểu và thông cảm cho những vất vả mà đối phương đang gặp phải. Tình cảm giữa hai người càng ngày càng nồng thắm. Có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là đến ngày chung về một nhà rồi đó bạn tuổi mão nhé trong ngày này những ai đã tìm được bến đỏ bình yên của cuộc đời thì vận trình tình cảm cũng muôn phần được tốt đẹp bỏ qua hết những toan tính cái tôi cá nhân đôi bên cùng hướng về tương lai với tâm thế hạnh phúc và thoải mái nữa với bạn tuổi mão mối quan hệ được hài hòa cởi mở cũng giúp cho bạn gặp nhiều may mắn trong công việc ký kết được những hợp đồng có giá trị tạo dựng được những uy tín cho bản thân trong mắt đối tác, mọi người xung quanh bởi bạn luôn tin rằng khoan dung và độ lượng với người khác chính là tạo phúc cho mình. Ngày hôm nay đối với bạn tuổi ma áo, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần trợ mệnh, cho nên phúc lộc được dồi dào, bạn tuổi ma áo có được tài lộc khá chi là lớn trong ngày hôm nay và bạn đừng để cho mình bộ lỡ mất cơ hội tốt. Hãy hành động thật nhanh nhưng đừng quên là hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi hành động bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình cảm giữa hai người càng ngày càng nồng thắm cùng nhau phấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cân nhắc chi tiêu tránh vùng tay quá trán cho những thứ không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, phúc lộc được dồi dào, tài lộc có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, tình cảm biến động nên giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng, tránh để ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, tích cực tu tâm dưỡng tính, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện, mang tới cho bạn có được những tin tốt lành, may mắn cho sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Thìn luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, cố gắng phát huy những thành tích này, tương lai sẽ rộng mở đến với bạn tuổi Thìn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay với bà Tụ Thìn, cái chuyện tình cảm đôi lứa lại gặp không ít trở ngại. Trong công việc, bạn mệnh Tụ Thìn có được sự quyết đoán bao nhiêu thì ở phương diện tình cảm, bạn lại có phần do dự, thiếu đi sự quyết đoán. Lý do là bởi bạn sợ mắc phải sai lầm, rồi lại dẫn đến chia tay lại phải qua một nỗi đau thất tình từng trải qua trong quá khứ và với bà tuổi thìn cách tốt nhất để bạn mệnh không vướng phải bất cứ rắc rối nào là cân nhắc thời gian cho công việc và chuyện tình cảm gia đình vợ chồng tình yêu lứa đôi. đã tới lúc với bạn tuổi thìn nên để vết thương lòng trôi qua trong quá khứ, không để nó hiện hữu bất cứ giây phút nào trong tâm trí của bạn nữa. có như vậy trái tim của bạn mới có thể rung động và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ, tài lộc được dồi dào, may mắn đồng hành. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, tình cảm lứa đôi, lại gặp không ít trở ngại. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, đỏ bạc, đen tình, nên cư xử khéo léo hơn. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, hãy để quá khứ ngủ in, cố gắng vì hiện tại và tương lai tốt đẹp. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, muốn hạnh phúc trọn vẹn, nên biết cân đối thời gian và công việc và tình cảm gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử Vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Cho đi không mong nhận lại là điều ai cũng mong muốn mình có thể làm được nhưng thực tế thì không hề như vậy. Cái tôi và sự ích kỷ quá lớn đã đẩy khoảng cách giữa hai người càng xa nhau hơn. Nếu không vì nhau mà sửa đổi mà cố gắng thì cái mối quan hệ này rất dễ dẫn đến rạn dạ nứt và đổ vỡ. May mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ là bạn lại đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện mang đến cho bạn có được điểm sáng trong cái vận trình tài lộc của mình ngày hôm nay, giúp cho bạn tuổi tỵ đối với những bạn kinh doanh thì được phát đạt, kiếm tiền rẻ như trở bàn tay nhờ lợi nhuận tăng cao. Và bạn tuổi tỵ bạn hãy mạnh dạn tiến hành đầu tư kinh doanh hay là mở rộng những lĩnh vực mà mình đang làm, bởi thời điểm này khá chi là tốt với bạn, cát khí vượng, rất dễ kiếm được tiền thành công đạt được với bạn được mỹ mãn. Nếu bộ lỡ thì rất tiếc cho bạn nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm giản nứt nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tài lộc sẵn có hãy biết nắm bắt cơ hội đầu tư để đẻ ra tiền. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc kinh doanh phát đạt kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh để thu lợi nhuận. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tình yêu có nhiều trở ngại, sự ích kỷ đẩy hai người xa nhau hơn. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu dễ phát tài phát lộc trong ngày hôm nay bạn tuổi ngọ đang được thiên tài giáng thế mang đến cho bạn có được những cơ hội kiếm tiền khá chi là lớn và trong ngày này với bạn tuổi ngọ dù là bạn làm công ăn lương hay là kinh doanh pin buôn bán thì khả năng phát tài rất chi là lớn với bạn Ngày này, thần tài nằm ở phía chính đông, vì vậy với bạn tuổi ngọ nên lợi dụng điểm này để khai trương, mở cửa hàng hay là cầu tài lộc. Đừng có ngại khó khăn, vất vả bởi thành quả mà bạn đạt được sẽ vô cùng xứng đáng với bạn. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ, ngộ hành, thủy họa tương khắc cái điều này lại khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ như mong muốn. Bạn và người ấy đang có những mâu thuẫn phát sinh. Và với bạn tuổi ngọ, bạn không muốn làm cho người ấy tổn thương, nhưng trong nhiều chuyện chẳng thể nào tránh được. Rất có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm và cần phải rất nhiều thời gian để có thể hàn gắn lại vết thương về tình cảm bạn tuổi ngọ nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim phát tài phát lộc thu được nhiều lợi nhuận từ công việc làm ăn buôn bán tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy xuất hành hướng chính đông hoặc là hướng chính nam để gặp được hỷ thần hoặc là tài thần cầu được ước thấy tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ đừng có ngại gian khó vất vả bởi thành quả mà bạn đạt được sau đó sẽ vô cùng xứng đáng từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nhiều chuyện phát sinh nên bình tĩnh giải quyết. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, vết thương lòng khó có thể giải bày cùng ai. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi đang gặp được ngày hợi mùi bán hợp cho nên với bà tuổi mùi chuyện tình duyên của bạn rất chi là rực rỡ bạn mệnh có thể sẽ được người quên giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong ngày hôm nay trong ngày này các cặp đôi thì tình cảm càng ngày càng nồng nàn đôi bên biết thấu hiểu và thông cảm cho nhau ngày này rất tốt cho việc xuất hành giá thú và với bạn tuổi mùi nếu cảm thấy tình cảm đủ chín chắn thì có thể tìm tới chuyện kết hôn được bạn tuổi mùi nhé với bà tuổi mùi, vợ chồng được hòa thuận, những áp lực trong cuộc sống đều vượt qua một cách dễ dàng, không thể khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách, có những vấn đề gì đôi bên cùng nhau, hiệp sức, hiệp lực, đồng lòng vợ chồng, tát biển đông cũng can. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi, có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong công việc, thiên quan giáng họa, kẻ tiểu nhân bày ra những mưu kế hiền hạ để cướp đoạt công sức mà bạn tuổi mùi đã bỏ ra, khiến cho bạn mất nhiều thời gian để có thể làm lại được mọi thứ như ban đầu vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đường tình duyên khởi sắc rực rỡ bạn thấy tình cảm đủ chín thì có thể tính tới chuyện kết hôn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng hạnh phúc bên nhau mọi áp lực trong cuộc sống đều vượt qua một cách dễ dàng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tiền bạc được dư dôi phúc lộc được dồi dào tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ dễ gặp rắc rối trong công việc nên cẩn thận hơn từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc tiểu nhân bày mưu hàm hại nên tỉnh táo và mưu trí đối phó Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi thân đang có điểm báo bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó vị trí mà mình đang có. Với bạn tuổi thân, bạn cố gắng hết sức để chống đỡ, nhưng lợi thế ở phía đối phương mà bạn tuổi thân không thể nào làm khác được, đành phải chấp nhận lui về sau. Tuy nhiên, Điều đó không có nghĩa là với bà tuổi thân đầu hàng mà bạn đang lùi về để suy nghĩ, tìm cách đối phó với kẻ tiểu nhân, bạn lĩnh kiên định, chính trực sẽ giúp cho bạn vượt qua được mọi chuyện. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bà tuổi thân, bạn đang gặp được ngày có chính ấn trợ lực, cho nên với bà tuổi thân càng có thêm động lực để tiến về phía trước, tiểu nhân dù có răng bảy cao hảo sâu như thế nào cũng không ngăn nổi quyết tâm của bạn. Ngày này đối với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân đang có được vận, đào hoa nở rộ, dễ tìm thấy được một nửa của riêng mình. Với bạn tuổi thân cũng không phải là người dễ thiêu đuổi, nhưng khi có người phù hợp thì trái tim tự xích lại gần nhau bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sớm tìm được nhân duyên đôi trái tim xích lại gần nhau tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm thăng hoa gia đạo hạnh phúc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tiểu nhân quấy phá nên bình tĩnh đối mặt và xử lý tử vi tuổi canh thân thuộc mộc có động lực để tiến về phía trước khó khăn đến đâu cũng không ngăn cản được sự cố gắng của bạn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đôi lứa hạnh phúc với mối lương duyên tạo hóa đã ban tặng. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi Thìn tuổi Dậu tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu Xem tử vi cho chúng ta thấy, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh, đẩy lùi những khó khăn, thách thức, giúp cho bạn tự dậu, nhờ đó mà có thể giành được những thành công vang dội trong công việc. Với bạn tự dậu, bạn có lối tư duy sáng tạo, giàu kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu lớn cho tập thể và bạn hãy tự tin thể hiện tài năng, khả năng của mình cho phép. Kèm theo đó, thái độ khiêm nhường, thành công nhanh chóng nằm trong tầm với của bạn tuổi Dậu mà thôi. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày kim dưỡng sinh cho thủy, tình cảm vợ chồng, thấu hiểu và chấm dứt sự khẩu chím thay vào đó là sự chia sẻ, gắn kết, không khí gia đình hòa hợp, hạnh phúc hơn. Đối với những bạn đang quản độc thân thì có vận đào hoa đi xa hay gần đều có vệ tinh vây quanh. Hôm nay đối với bạn tuổi dậu, hỷ thần nằm ở phía chính nam, tài thần nằm ở vị trí chính đông. Nếu như bạn cần phải đi xa thì nên chọn hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được công việc thuận lợi hơn. Bạn hãy nhớ kỹ điều này và tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy vượng tin đối mặt với khó khăn giành được những thành công vang dội trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa được cấp trên yêu ái thành công nằm trong tầm với tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ gia đình hòa hợp hạnh phúc con cái học hành tín bộ tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đối với những bạn đang còn độc thân vượng vận về đào hoa giàu sức hút có nhiều vệ tinh vây quanh, từ vi tuổi quý dậu, thuộc kim, công việc tiến triển tốt, gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất đang được chính quan chia chở cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn nhờ thế mà vô cùng hanh thông thuận lợi Quá được quý nhân dẫn đường trị lối giúp cho bạn tuổi tuất đi đúng đường, đúng hướng để tiến bước tiến tới thành công nhanh hơn. Bạn mạnh tuổi tuất trong ngày này không quản ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành công việc. Bạn là người có trách nhiệm với bạn được cấp trên đánh giá rất cao và có được dự định cân nhắc để bồi dưỡng cho những vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày thủy thổ dung khắc cái điều này khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay với bạn tử tuất lại không được trọn vẹn tình duyên kiếm sắc các cặp đôi dễ gây mâu thuẫn vì những chuyện không đáng có với bạn tử tuất bạn đang cảm thấy ấm ức khi người ấy không dành cho mình nhiều niềm vui bất ngờ so sánh với người khác bạn thấy mình kiếm hơn một bậc xong sinh lòng bực tức khó chịu mà giận tới cãi cọ về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tài chính được vững vàng con đường công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình duyên kém sắc mâu thuẫn vì những chuyện không đáng có tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc đừng cố gắng quá mức và so sánh mình với người khác tử vi tuổi canh tuất thuộc kim làm việc của mình đừng được cấp trên khen ngợi tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có được quý nhân dẫn đường trị lối vững bước tiến tới tương lai và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm ba sao con số may mắn số bốn số bảy giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy với bạn tuổi hợi Đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, hợi hợi tự hình. Cho nên, bạn đang có cái điểm báo, vận trình xuống dốc, bạn bệnh sẽ cảm thấy trong người có phần nhức xương đau mỗi về chân tay mỗi cơ toàn thân đau nhất nguyên nhân là do với bạn đang gặp ngày có thủy khí mạnh nên xương cốt bị tổn thương các cơ thịt thu lại khiến cho bạn mệnh cảm thấy uể oải Bên cạnh đó, việc nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt, bạn tuổi hợi cũng nên tiến hành vận động những bài tập nhẹ nhàng như là yoga, dưỡng sinh hay ngồi thiền để cải thiện sức khỏe. Kiếp tài chiếu mệnh chẳng những thất bại trong công việc mà còn làm cho bạn tuổi hợi gặp phải những rắc rối về tài chính. Bạn tiêu xài không kiểm soát, đầu tư mà không tìm hiểu kỹ càng, dẫn đến dễ đánh mất vận may của mình. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này cũng đang có điểm báo không được tốt. Tính tình của bạn thay đổi thất thường sẽ khiến cho tình cảm giữa hai người xảy ra sự rạn nứt. Bạn tuổi hợi cứ một mực đẩy người ấy ra xa, gây ra những chuyện tổn thương sâu sắc cho đối phương và với bạn tuổi hợi nên cư xử khéo léo hơn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc có phần không ổn định nên cố gắng hơn để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sức khỏe giảm sút dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, tính tình thay đổi thất thường, dễ khiến cho chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, kiểm soát cái việc chi tiêu hợp lý, đừng để mất tiền vì những thứ vô ích. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, cần quý trọng sức khỏe của bản thân, tránh để mình rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.